Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay lại cuộc hành trình đi kiếm cá rô với ông Phượng. Lại vẫn ở Bạn Tòng. Ai... Cái hóc là rừng vàng, là biển bạc, mọi người có biết không? Đi lên từ con cá rô. Mọi người đón chờ ấy nhỉ, chú đứa này. Chưa thấy con nào. Lâu lên thế nhỉ. Đây rồi, bê lên ông ơi. Úi dồi ôi, rô phi siêu to luôn. Khổng lồ luôn. Mắc phát thì thôi, mới trẻ đây nhiều lắm. Người xa trong này. Đây rồi ông ơi, bê lên ông ơi. Ôi sao bé thế nhỉ. Nhìn sao nó to. Hy vọng là có con rô khổng lồ nhỏ lên đây. Đây, trôi rồi mọi người ơi. Trôi 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 sông Đà đấy. Chưa chẳng. Chỗ này ăn nó biết hôi không nhỉ? Hôi xỉ á? Tưởng là su phóng sinh. Có những cá sông ăn luôn. Ngày xưa này chua chứ còn nhớ nhiều lắm loại. Cái nghiện nổi chắc. Kia rồi ông ơi, chỗ bảo ngay mà con này phải cân rưỡi. Ôi trời ơi. Phẩm mập ghê, hai con như một con. Đấy, phải loại rô này ăn. Chả mấy tí con đi vào lưới đâu. Ông nhanh lên cho hết pin đến nơi rồi. Ngày trước lôi cái ảnh cứ nhìn đường sâu nó trắng tinh và là sủi tăm và được sướng. Đó là ngày xưa. Rồi ngày cứ gục gục. Ngày xưa cháu nhớ đi bố cháu đánh cái bợ, bố tay lưới kín mít luôn. Cứ con nọ nó đùa con kia luôn ngày. Đây rồi ông ơi. Úi, kia ông ơi cẩn thận. Đây nằm trôi đấy nhỉ? Chính trôi này có giấy được cái chảy là khi lỗ đâu kìa, đâm vào bụng. Chảy nó tròn. Rô to đâu. To đâu. À đấy này có 3 lớp à? Nó đổi kích thước không? À ông lôi một riềng. Rô to đâu, rô to đâu, rô to đâu. Sắp được rô rồi, to rồi. Nó sát sát lồng cá. Đây lồng cá đây mọi người nhá. Đây toàn rô to trong lồng cá. Đấy, bé quá nhỉ. Đẹp chưa? Đẹp chưa mọi người ơi. Sát lồng cá chụp thần thánh luôn. Thế là được toàn rô bé rồi. Ôi hỏng 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 ôi hỏng. Ôi bắt ra bên ngoài luôn rồi. Tôi đi thần thánh luôn rồi. Đấy rồi đấy, kêu ơi. Ôi trời ơi, nó làm ghê chết, nó làm như cái to. Hay không chết. Ngọng nước thì ông để ngọng nước thì thấy không khoang cá. Làm con nào có vợt xúc phát. Có nhiều người xem. Sát đẹp thế không nào. Ôi dồi. Mẩm thế rồi. Đây rồi ông ơi, bê lên. Ô, chạy 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 mọi người ơi. Đấy, mọi người đình chạy, à, chạy vui không? Toàn trôi nhỉ? Như con chảy lý gan.
rừng trôi luôn, nó nằm tất trong lồng cá này. Đấy, lồng cá này mọi người, có nhiều cá luôn. Thì toàn con là lảng vảng ngoài này thôi, không con ngạnh ở lỗi đây cả. Đánh gì được ngạnh? À, chỗ này có ngạnh nhưng đùa là đấy mọi người thấy không? Mỗi con rôi rất là vất vả. Con rôi là chui ngày xưa bỏ hoa nó còn sống, còn nướng, cắm gắp vào nướng. Thôi, ăn hay chết. Thôi, tách đi ông ơi, tiết sĩ mắt lưới. Ôi chả có cái con cá để chết ngậm nước. Dùng cá vảy này vào tí là chết. Ngày xưa nhỉ, con trôi bao con cân loại trôi này, bây giờ không thấy có nhỉ. Ngày xưa có lòng Charlie Chick trôi bao con cân. Ôi chết rồi, mắc túm rồi mọi người ơi. Ông kéo căng và nó xoắn.